Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh Ngoại Chứng khoán Thực Chiến. Như thường lệ thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích thị trường ngày 27 tháng 3 năm 2023 để xem hôm nay thị trường có gì anh chị nhé. Hôm nay anh chị có mua bán gì không anh chị? Hôm nay thì để Hùng Anh nhận xét sơ bộ một chút về cái thị trường ngày 27 tháng 3 thì hôm nay là thị trường là có một cái cây rút chân. Một cái cây nến rút chân khi mà nó chạm một cái đường MA20 1042 và nó bật lên và đóng phiên là 1000 kết phiên là 1052,25 điểm với cái mức thanh khoản là 9.715 tỷ và khối lượng giao dịch là 556 triệu cổ phiếu, là nó chỉ bằng chỉ nhỉnh hơn hôm qua một chút. Thì hôm nay đánh giá là một cái phiên mà cũng khá là tích cực khi mà cuối phiên khi mà đầu phiên chứ đầu phiên là dòng chứng khoán đã được kéo lên. Sau khi cái dòng chứng khoán được kéo lên thì đến cái tầm lúc mà tầm 1 giờ đấy, sau khoảng tầm 1 giờ 15 thì bắt đầu các cái dòng khác như là dòng bất động sản Novaland là được kéo trần, và sau đó là các dòng kể cả hôm nay các anh chị có để ý các cái dòng như là dòng phân bón hóa chất hay dòng cảng biển cũng được kéo lên nhưng mà ở một cái mức xanh nhẹ, nhưng cuối phiên thì hơi hơi bị bán xuống một chút. Cuối phiên là hơi có một cái một số nhà đầu tư là chốt cổ phiếu khiến là thị trường hơi giảm điểm một chút. Thì hôm nay thì là tâm điểm vẫn là cái dòng chúng ta chú ý là cái dòng cổ phiếu chứng khoán. Cổ phiếu chứng khoán thì hôm nay nhìn thì là VCI nó đã vượt được đỉnh. VCI đã hoàn toàn là bứt thoát được khỏi cái đỉnh cũ mà như hôm trước của anh nhận định là nó sẽ lình xình ở cái vùng đỉnh cũ, nhưng mà hôm nay thì là nó tăng điểm thuyết phục luôn. Nhưng cuối phiên nó có bị chốt về thì chúng ta cần phải lưu ý xem là liệu nó có lình xình tiếp ở đây không. Anh nghĩ là cái việc mà kéo tiếp nó sẽ khó so với cái việc là nó nên lình xình ở cái đỉnh cũ này và chờ bứt tiếp. Còn nếu mà trong trường hợp mà bây giờ mà nó kéo tiếp, nó kéo thốc như này thì sẽ xảy ra cái tình trạng chắc chắn là sẽ có một cây uptrend ở đây. Nếu mà tiếp tục đổi lái mà tiếp tục kéo VCI thì chắc chắn thì những cái nhà đầu tư người ta mua ở cây này, cây phiên 22 23 đấy và những cái phiên trước đó thì chắc chắn là người ta sẽ chốt hàng khi mà tiếp tục VCI tiếp tục kéo kéo mạnh. Và cái tín hiệu như thế thì có thể là sẽ không tốt cho dòng chứng khoán. Tốt nhất là nó nên lình xình ở đây và nó chờ nó hấp thụ cung cầu cân bằng bắt đầu nó mới kéo tiếp. Đó là cái điều tốt nhất, tốt hơn so với cái việc nó kéo tiếp. Hôm nay thì là dòng chứng khoán thì là có BSI và FTS là trần vì hai con này cổ phiếu hai con này là cổ phiếu thanh khoản thấp. Nó có 2 triệu 9 này, con BSI thì là có 7.875. Còn những cái con tại do dòng tiền không mạnh, những cái con mà như kiểu SSI, VND đấy, những con mà cần một cái khối lượng rất là lớn và một cái tiền rất là nhiều để vào nó kéo thì hôm nay không trần, không thể trần được. Như Hùng Anh cũng đã nhận định rồi, tầm này thì cái phần mà gọi là tiền thì ít nhưng mà nên là lái nó đánh, họ chỉ đánh chủ đạo một dòng đấy, họ đánh luân phiên và đánh chủ đạo một dòng thôi, không thể nào họ kéo được toàn bộ và chỉ một số con ở trong dòng ấy là kéo mạnh thôi, còn đâu là để nhà đầu tư các nhỏ lẻ người ta vào người ta mua cùng thì mới kéo được cả dòng lên. Và không chắc chắn là sẽ không đánh những con cổ phiếu lớn như là SSI hay VND trần, rất là khó vì cần một lượng tiền rất lớn để kéo những con đấy. Thì hôm nay thì trong phiên có những lúc là dòng đầu tư công nó đỏ, ví dụ như KSB hay là PLC, nhưng cuối phiên đóng cửa thì nó cũng không gọi là nó cũng cũng không 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 có gì quá gọi là quá phải bàn, là vì nó vẫn chỉ là như con PLC, nó vẫn sẽ là tích lũy, nó vẫn sẽ tích lũy ở trên cái vùng đỉnh cũ. PLC rất khỏe, vẫn tích lũy và vốn thấp lại. Đấy. Thì chúng ta sẽ cái việc mà hôm nay thì trong tuần vừa rồi thì cái việc mà lãi suất liên ngân hàng nó giảm xuống khoảng tầm 1,5 đến 2,5% thì cũng rất lâu rồi thì cái lãi suất liên ngân hàng nó mới giảm về thấp như thế. Và cái điều đó chứng tỏ là gì? Cái điều đó chứng tỏ là cái dòng tiền, cái dạ,
tiền trong ngân hàng rất là nhiều, nhưng mà ít người người dân người ta sợ vay, và người ta gọi là sợ vay vì bây giờ khó có cái kênh nào khi mà vay để mà kiếm được tiền đầu tư và sản xuất kinh doanh cũng khó. Vì trong cái bối cảnh hiện tại thì xuất khẩu của Việt Nam kém. Đấy. Cho nên là cũng khó khăn trong cái việc đầu tư và kinh doanh, người dân cũng ngại vay tiền ngân hàng để mở rộng sản xuất kinh doanh. Cho nên trong bối cảnh mà để nói là tiền sẽ vào được chứng khoán thì cũng cũng khá là khó anh chị ạ. Về trong cái biểu đồ kỹ thuật thì VN Index vẫn là chỉ lình xình ở trong cái đường cản chéo, vẫn chưa thể nào vượt được, hoàn toàn là vượt bứt thoát được cái đường cản chéo với vốn lớn, cho nên tiếp tục thì ông anh nghĩ vẫn sẽ là tốt nhất, là và đang ở trong cái vùng mà gọi là trong cái vùng tích lũy ở cái đoạn này. Đây là cái đoạn mà nhiều nhà đầu tư mua bán, thì VN-Index cần một khoảng thời gian để tích lũy ở đây trước khi mà VN-Index tiếp tục đi lên. Đấy. Tiếp tục bứt thoát. Và trong lúc đó thì điểm số có thể là VN-Index sẽ đi ngang, nhưng mà một số dòng mid cap vẫn có thể tiếp tục tăng anh chị nhé. Đó là cái hay của VN-Index ở giai đoạn này. Cho nên là việc cần bây giờ thì là chúng ta cần theo dõi là VN-Index sẽ các cái dòng trong ví dụ như dòng chứng khoán, dòng thép, dòng đầu tư công và dòng bất động sản. Đấy là những cái dòng mà chúng ta cần chú ý trong cái giai đoạn này để mà nói về cái vấn đề về thị trường thế giới. Thì hôm nay thì lúc này Hùng Anh đang làm ở trong cái thời gian là 4 giờ 36 phút, thì châu Âu và Mỹ đều xanh điểm. Chỉ có điều là Nhật Bản và Trung Quốc thì đỏ. Đấy. Tuy nhiên là không không phải là việc mà xanh nhẹ lắm khi mà Fed tiếp tục tăng cái lãi suất của mình, và sẽ có dự đoán là sẽ tiếp tục tăng lên 0,25% nữa. Thì chúng ta cùng chờ xem trong tuần này thì sẽ có cái báo cáo PCE lõi để và Fed sẽ dựa vào đó để tiếp tục ra quyết định xem là liệu sẽ Fed có tăng lãi suất tiếp hay không. Thì chúng ta cùng chờ đợi xem. Trong bối cảnh thị trường thế giới nó vẫn khó khăn như này thì ông ấy đã bảo rồi là cái vấn đề bây giờ là VN-Index sẽ đi theo thị trường thế giới, và nhất là đi theo Mỹ. Đó là cái vấn đề về liệu trong tuần này sẽ có ngân hàng nào tiếp tục bị mất thanh khoản hay là phá sản hay không. Đó. Và cái đợt tăng của VN30 của Dow Jones này liệu là có phải là một cái đợt bull trap hay không? Mọi người nhìn này. Đây, ngoài cho mọi người nhìn cổ phiếu banh. Đây. Từ cái giai đoạn SVB phá sản là từ cái giai đoạn này. Đây. Từ ngày mùng 7 tháng 3 giảm. Giảm tất cả các cổ phiếu này. JP Morgan này, Bank of America này, Citigroup, Wells Fargo, tất cả nó đều giảm, và nó gãy hết tất cả các cái đường mà 20 cũng như cái mốc kháng cự này, giảm rất là mạnh, để mà đòi hỏi phục hồi trở lại như cũ là một cái rất là khó khăn. Thì trong cái giai đoạn lưỡng lự này thì vẫn là khi mà giảm mạnh thì tất cả đều có nhịp hồi đúng không anh chị? Thì chúng ta phải chờ đợi xem cái xu hướng tiếp theo của thị trường là gì. Đấy. Đi vào cái chỉ số của Mỹ, thị trường Mỹ thì vẫn là tiếp tục là những cái phiên phục hồi đấy. Tuy nhiên là nó vẫn không thể thoát được khỏi cái nến giảm rất là mạnh, 3 phiên hồi mà chưa thoát được, chưa cover lại được cái cây nến giảm hôm 22 tháng 3. S&P 500 vậy, nói chung là nó vẫn đang là sau khi giảm mạnh thì vẫn sẽ đang là dần dần nó bò lên thôi. Thì có mỗi Nasdaq là rất khỏe, Nasdaq vẫn giữ được ở cái vùng đỉnh cũ. Đấy, và chờ Dow Jones và S&P 500 kéo lên. Tất cả các thị trường ở châu Âu và Mỹ nó cũng sẽ phản ứng, châu Âu thì nó cũng sẽ phản ứng theo thị trường Mỹ. Và đối với VN Index của chúng ta thì hôm nay Hùng Anh thấy là cái phiên hôm nay của VN Index là một phiên khá là tốt. Đấy. Chúng ta thì đối với những cái chúng ta sẽ đi vào trong từng cái cổ phiếu của VN Index
để xem là như nào. Chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ đi vào dòng chứng khoán trước. Thực ra thì những cái phiên như ngày hôm nay thì cũng không có nhiều cái để mà phân tích vì vẫn là tiếp tục cái xu hướng kéo chứng khoán thôi, tuy nhiên là không được đẹp lắm. VCI như vùng anh vừa đấy kéo qua vùng đỉnh cũ nhé, và Hùng Anh nghĩ là sẽ tích lũy ở đoạn này 30 đến 31, 32 trước khi bứt thoát thì là tốt nhất. VND cũng thế, tiệm cận vùng đỉnh cũ này và sẽ đi ngang. HCM đang tiệm cận đỉnh cũ. SSI cũng vậy. Tất cả các mô hình của dòng chứng khoán nó đều giống nhau. Đấy. Và trong dòng chứng khoán thì là có VCI và FTS là hai con là mạnh nhất. Đấy, một con thì là tin là tất nhiên là tin nó chỉ thể hiện được cái gọi là cái bổ bổ trợ cho cái đồ thị và cái xu hướng thôi. Chứ còn tin thì VCI là tin là nó làm được cái deal bán vốn của VPBank cho HSBC. Còn FTS là cổ đông lớn của Nhật Bản mua vào mấy chục triệu cổ phiếu. Đấy. Các con thì con APG này thì nó là dạng khá là bo cung. Cho nên là mọi người khi mọi người đánh cẩn thận. Tuy nhiên là mô hình của nó cũng rất là đẹp, nó vượt đỉnh cũ rồi. Vượt 6,85 này và tiếp tục tăng. Đấy. Cần thiết nhất là nó vẫn phải giống VCI, nó vẫn đi ngang đây trước khi tăng tiếp, nó phải tạo nền. Khi tạo nền thì nó cân bằng được cung cầu thì bắt đầu nó mới có thể tăng được tiếp. Chuyển qua đến dòng dòng thép. Trong dòng thép thì HPG thì vẫn đang lình xình ở trong cái biên sideways thôi. Mạnh nhất thì vẫn là HSG và Nam Kim, nó ở vùng đỉnh cũ rồi. Vùng đỉnh 16.5, 16.6. Đấy, Nam Kim cũng vậy. Hôm nay là một cái phiên mà test cung của Nam Kim khi mà nó giảm, trong khi HPG và HSG nó xanh thì Nam Kim thì đỏ và cuối cùng cuối phiên thì nó kéo lên. Đấy là một phiên test cung. Bắt đầu này mọi người nhìn này. Nó kéo thấp này, kéo này. Cái đỉnh cái đáy sau này nó cao hơn cái đáy trước này. Gần nhìn nếu mà mọi người tinh ý thì cái cây nến này nó cao hơn cây nến này. Đấy, cái đáy của nó cao hơn. Đấy. Đồng thép thì chỉ chú ý những con này thôi. VGS thì cũng được nhưng mà nó vẫn gọi là bọn này vẫn là kênh dưới so với ba con trên. Chuyển sang cái dòng dòng ngân hàng. Ngân hàng hôm nay thì là cuối phiên thì kéo VCB lên tạo tạo điểm. VCB thì vẫn lình xình ở trong vùng đỉnh cũ. Đại khái là phiên hôm nay thì thực sự là cũng không có nhiều cái để mà nói, tại vì là hôm nay ngày đầu tuần thì cũng các anh lái thì cũng chắc là chờ chờ xem tình hình thế giới thế nào trước khi đánh. Hôm nay có thể là cái lúc mà 3:30 thì là Dow Jones giảm, các anh không kéo kéo trứng trần kéo trứng lên VCI trần tiếp. MB Bank BID vẫn lình xình quanh vùng điểm cũ và bắt đầu nó thu hẹp này, bắt đầu này giảm mạnh này, xong bắt đầu nó giảm nhẹ dần, bắt đầu là ở đây có phiên rút chân. Hôm nay là cái phiên rút chân của BID để cố gắng để nó càng ngày nó càng hẹp ở đây. Đấy, nằm trên đường 10-20 hẹp ở đây thì có thể là nó sẽ bứt thoát tiếp, chúng ta cùng chờ xem. Đấy, khi mà nó nằm ở đây thì mọi người có thể mua một chút ở đây. Đấy, mua và chờ, với thanh khoản cạn kiệt thì mọi người mua và chờ thôi. CTG cũng thế, giảm mạnh này, giảm này, xong bắt đầu có chiều hướng đã bắt đầu vòng cung lên này, bắt đầu vòng cung lên này với thanh khoản thấp dần này. Techcombank kênh dưới. MB Bank nó kéo như này thì khó mua được, kéo hở gap này thì nào cũng test lại. ACB một phiên kéo, hai phiên test. Mai nếu mà mai nó giảm tí thì cũng được thì có thể mở mua. Nói chung đợt này đánh thì chỉ 10-20%, mình thì vẫn cùng anh vẫn giữ cái tỷ trọng là 10-20% cổ phiếu trong tài khoản, không đánh cao quá vì đợt này cùng anh vẫn đặt cái yếu tố bảo vệ NAV lên hàng đầu. STB thì hôm nay là một cái phiên tăng tốt,
sau hôm qua là một cái phiên gọi là no demand bar, thì hôm nay là một cái phiên tăng trở lại, nó phủ nhận cái cây nến này. HD Bank, HD Bank thì mọi người có thể nhìn đấy, có thể là đây là cái mẫu hình vai đầu vai, vai này, đầu này, vai này, tuy nhiên hơi lệch tí. Thì ở trên này nếu mà khi mà nó lên trên này được thì nó tích lũy ở đây thì có thể nó sẽ đi tiếp, chúng ta cùng chờ xem. SHB, SHB thì vẫn đi ngang thôi, vẫn đi trong cái này, đang ở tiệm cận đỉnh cũ ngày 21 tháng 2, chờ xem nó có tích lũy và đi tiếp hay không. LV Bank chắc chắn là nó có thể là nó sẽ quay trở lại đi ngang ở cái đỉnh cũ này, đi ngang ở đây và có thể bứt thoát tiếp nếu mà trong điều kiện thị trường tốt. Còn các cái dòng khác thì mình cũng không, nói chung mình không quan tâm lắm. Hiện tại thì mình chỉ chú ý đấy dòng bất động sản thì hôm nay tất cả các cái cổ phiếu đều tích lũy, vẫn là tích lũy tiếp. Nhà Từ Liêm này càng càng chặt này, con này thì Sen Lan này thì không nói, những con cổ phiếu kênh dưới này, Big đấy, bắt đầu hướng lên này, nó muốn tìm lại về cái vùng nền cũ của nó. Nếu mà nó tìm lại vùng nền cũ và nó đi ngang một thời gian nữa thì là đây xác định là cái nhịp spring, là nhịp rũ hàng của đội lái anh chị nhé. Sell, sell vẫn đi ngang. EGC là ba phiên tăng liên tục, ba phiên tăng và bắt đầu nó có cái vùng nền ở đây này và nó test này một lần này, hai lần này, một lần rút chân này, không không để cho thủng cái vùng nền này. Đấy, bắt đầu hướng lên M20, bắt đầu đi lên, nhưng ở ngay cái vùng này, xác định ngay vùng này là cản, có thể mai sẽ chỉnh ấy. MCG hôm nay, hôm qua và hôm nay là VCG là một phiên tăng rất là thuyết phục. Đấy. Giảm mạnh này, giảm bắt đầu nhẹ dần này, cái đỉnh sau này, này rút chân này, tăng này, vốn thấp. Nhìn chung là hôm nay thì cũng không có gì cả. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là thị trường thế giới phản ứng như nào để tiếp tục vào phiên ngày mai. Hùng Anh nghĩ rằng ngày phiên ngày mai thì vẫn thị trường vẫn sẽ là, nếu mà tích cực thì vẫn sẽ tiếp tục đi ngang đây, điểm số vẫn sẽ tiếp tục đi ngang trong cái vùng 1040 đến 1050, và sau đó thì các cái cổ phiếu mạnh ví dụ như là dòng thép, dòng đầu tư công, dòng bất động sản, dòng chứng khoán sẽ thay phiên nhau bùng nổ. Đấy, đấy là đẹp nhất. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi thị trường vào ngày mai. Xin cảm ơn anh chị và gặp lại anh chị vào ngày mai, ngày 28 tháng 3 năm 2023.